Rồi chúng ta viết truyện. Must begin with this sentence. Phải bắt đầu với lại là cái câu này. Cái này cô có nhắc đi nhắc lại, nhưng mà cái câu chuyện hôm trước các bạn viết ở bên Padlet đó, vẫn rất nhiều bạn không viết câu này là câu bắt đầu, và các bạn viết lan man cái gì đó, rồi xong rồi câu này nó mới xuất hiện ở trong giữa giữa bài. Không được nha các bạn. Câu này buộc phải là câu đầu tiên trong cái story, cái câu chuyện của các bạn. Rồi, I knocked the door and waited. Các bạn thấy là điều thứ hai cần phải lưu ý là một khi đã kể chuyện thì câu chuyện đó nó phải nằm ở quá khứ, tức là mọi động từ nó ở quá khứ hết. Các bạn đừng có quên có những chỗ các bạn cần phải đọc lại á, có những chỗ các bạn dùng thì hiện tại này hoặc là dùng thì tương lai này là không được các bạn nha. Rồi về ngữ cảnh thì chúng ta thấy là câu chuyện này có một nhân vật là tôi, còn những nhân vật khác thì chúng ta chưa biết. Tôi gõ cửa và chờ. Vậy thì các bạn thấy là gõ cửa thì sẽ là gõ cửa vào một cái văn phòng nào đó, một cái công ty hoặc một cơ quan, hoặc là đến nhà của một người nào đó. Thế thì các bạn tự nghĩ cho cái một cái ngữ cảnh nào đó và các bạn sáng tác truyện từ cái việc là tôi gõ cửa và chờ, thì chờ chắc là một người nào đó đang ngồi mở cửa rồi. Và nếu như viết truyện mà để cho nó thú vị thì các bạn nên viết theo cái hướng nào đó cho nó hài hước một chút. Ví dụ như là bạn bè tôi làm cho tôi một cái cú bất ngờ chẳng hạn, hoặc là công ty mở cửa ra thì giám đốc ngồi sẵn trong đó và các anh em nhân viên trong công ty của tôi đang định nói xấu hay gì đó đối với giám đốc chẳng hạn, thì đột nhiên giám đốc xuất hiện ngay đó chẳng hạn. Đây thì tùy các bạn, hãy nghĩ theo một cái hướng nào đó cho nó thú vị một chút thì cái câu chuyện của bạn nó sẽ có cách để ghi hơn. Ok, các bạn nhớ lưu ý giùm cho cô những điểm đó thôi ha. Thứ nhất là động từ ở quá khứ này. Thứ hai là viết truyện thì phải chia theo trình tự thời gian bằng cách là sử dụng những cái từ nối thể hiện về thời gian. Và thứ ba là dùng cái chính cái câu đề bài cho làm câu mở đầu của câu chuyện. Rồi về viết truyện thì các bạn thấy thôi, tùy vào cái độ sáng tạo của các bạn. Bây giờ các bạn tiếp tục thực hành nhé. Và cô sẽ sửa cái bài article cho các bạn.